Hello Cherry. Nay Cherry đi đâu vậy Cherry? Đi quán cà phê ngay chỗ sau đó để quán cà phê tên là Family Garden. Ở quận Gò Vấp ít có xa lắm. Nó là một người garden là sân. Vườn. Vườn là phải có cây, có nhiều thứ. Because ở đây quá thì cây. Cây bao la cây luôn hả? Này đây mình đang ở trong phòng máy lạnh phải không? Cái này nữa. Cây quá trời cây. Đã chậm nông sản. Đẹp lắm nha. Đóng ra đi, mở ra nè. Để gần vô. Mưa. Nghe đi. Đang ở trong phòng lạnh. Ấn mà giữ nút, không thở mặt sau của học sản. Phòng lạnh. Đó, chút nữa xuống dưới quay hồ cá. Cá bự đẹp quá. Chủ sở hữu vật dụng này có thể nhìn thấy vị trí. Làm gì vậy Jerry? Jerry đang làm gì vậy? Nghe boss hả? Đọc chút xuống dưới quay cảnh dưới quay hồ cá. Nghe nói dưới có hồ cá coi bự đẹp quá. Mọi người quay hồ phanh phanh thì đâu hả? Jerry nói đi. Mọi người chỉ cho quá trời coi cảnh. Lúc trước nó để đâu trong cái đường gì á. Ok. Ở đây có. Thì giờ đem gì đó thôi. Ok, vậy chú xuống dưới quay cảnh còn chơi đi chơi nhà banh nữa. Đây nhà banh đây. Nhà banh nè. Quận nhất mặt bằng mắt quá. Có cầu tuột đồ dưới đây nữa nè. Đây nước đã tới. Hello chơi đi ăn gì á? Ăn kem hả? Ăn Nè chuyên kem vị chocolate nè mọi người, xin mọi người ăn nha. Rồi, tao để coi kem cho đi ngon không? Cho đi ăn mấy vị đây. Thấy vậy thôi chứ chưa ăn có một vị à. Dâu, sô-cô-la, vani, 3 vị, 3 viên. Ở đây nước ép trái cây, sữa chua nếp cẩm, đủ thứ tùm lum tùm la, trái cây tô. Sô cô la, cacao, trà gừng, caramel đá xay. Nãy giờ ngồi đây nghe máy bay bay qua bay lại sùm mà không quay được. Kem ngon không Cherry? Chứ tao nuôi lâu rồi nó mới bự vậy đó. Chút xuống dưới quay mấy con cá. Bự lắm hả? Bự dữ lắm hả? Nãy ngồi trong giờ đi ra ngoài đây. Ở dưới nè. Nãy ngồi trong phòng lạnh nè. Nước chảy xuống nước vô tao tắt thôi. Nãy cái cầu ở trên đó cái thác nó chảy xuống giờ tắt rồi. Đây family family coffee chứ không phải là family garden. Đó đèn hết rồi. Này không có. À dưới có hồ cá kìa. Hồ cá bự quá hả. À đi xuống mình đi. Quá cũng đẹp lắm chứ bộ. Quá này chắc có lo rồi.
Family Coffee chứ không phải là Family Garden. Wow. Đây. Cầu cá đẹp ghê chưa? Family Coffee đây. Family Coffee chứ không phải là Family Garden. Family Coffee. Rộng quá trời rộng. Một cái nhà đèn. Nhà đèn ta tắt nước hết rồi. Hết phúng rồi, hết nước phúng rồi. Quá trời cảnh cây cối. Xích đu nữa. Mà ở trên đây cũng có lầu nữa nè. Một cái nhà. Một cái nhà đèn. Máy bay chạy ngang nè. Máy bay vừa chạy ngang cái tắt máy nè. Tự nhiên tắt máy nè. Đẹp chưa? Giờ này tắt nước rồi, hết nước phúng rồi. Lầu nãy mình đứng nè. Dưới đây cũng có bàn ghế nữa. Hồ cá to đẹp quá. Đây cá bự quá. Em đứng trên lầu. Trời ơi cá đẹp quá vậy. Wow. Cá đẹp chưa? Wow, cá đẹp quá. Wow, cá đẹp ghê luôn. Xuất sắc. Phía dưới là cái hộp để lọc nước. Wow, cá đẹp quá. Quá đẹp. Ồ, cái con đỏ này đẹp quá nè. Cái con cái đầu đỏ này đẹp quá nè. Wow. Mấy con bông bông. Mấy con bông nó đi một tớp. Mấy con trắng đỏ nó đi một tớp. Quá cà phê rất là đẹp nha. Family Coffee. Family Coffee trên lầu nãy nè. Hai đi xuống nè. Rộng quá trời rộng luôn. Máy bay nè. Ồ máy bay kìa. Máy bay. Giờ này nó kéo. Giờ này nước nó tắt hết trơn. Có nhà banh chân nít chơi, có cầu tụa, có xe lam, có chiếc xe lam, có cầu tụa. Nãy mình ngồi trên đây nè, nãy mình ngồi ngay đây nè, đẹp quá đi. Hồ nước đây, tắt nước hết rồi, quá đẹp quá đi.